mà đứng kế bên ô tô với cái xe đấy, xe đứng ngay những người mẫu đây. Thế thì bây giờ các bạn hát tiếp một bài nữa cho bác, hát thật to đi xem nhá. Là tất cả như thế nào? Hát. Tâm đọc xong rồi, bây giờ là bài tiến bạn nhá. Tiến bạn nhá. Rồi, 2, 3. Xin kính chào ông bà, cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt tại nhà hàng Saba TV 019 Hoàng Văn Thụ của anh Hải Saba TV nha. Và hôm nay thì mấy anh em đang có hội họp tại có một với nhân vật mới, đó là chị diễn viên ca sĩ Lily Chen. Và mọi người có thể là xem trên kênh của anh Hải Saba hoặc anh Phạm Dũng để có thể chia sẻ rõ hơn. Lần này thì Song Hỷ chỉ quay ngắn gọn những cái hậu trường khi mà cái hành trình mình đi, thì hy vọng thì Song Hỷ sẽ học những cái trải nghiệm như thế này rồi về quê thì sẽ áp dụng và có thể là làm những cái video tròn vẹn hơn. Ở đây hiện tại là hình như là bản Tả Van đúng không em? Đúng rồi chị, mình đang ở bản Tả Van. Đây là chủ yếu người Giấy với người Mông sinh sống ở đây. Và có rất là nhiều khách du lịch nước ngoài luôn. Đúng rồi chị, tại vì bản này á, người ta làm homestay rất là nhiều nên là chủ yếu là đón khách Tây ấy, với cả khách Việt nữa. Và phía trước là thích đi check-in nhiều. Và phía trước là đang là hai em dịch đang đi ngao du. Bữa nay thì sẽ có món gì dịch nấu củ hủ dừa. Và hai em dịch này đang lội dưới suối nên là mấy anh em là mua được về đem về. Đó, mà sợ thì xe thì không có chỗ để full đồ hết rồi nên là bây giờ là treo hai em lủng lẳng như thế đó. Nhìn thấy tội nghiệp. Nhưng mà thường mấy con vịt đó ở miền Tây á, là những xe mà chở vịt đó là mấy con vịt sẽ chống đầu xuống đó. Treo xuống ngược lại. Đây thì phải cho đầu con vịt ra nó dễ thở. Mà mình cho nó khi mà mình buộc con vịt lại, nó tự đầu nó tự nhô lên đấy chị. Cái này là giống như là mấy con vịt mà đi cái bài vậy đó. Một con vịt này đang đi du lịch, đang đi du hành. Thôi là cố gắng, là mày cố gắng tận hưởng nhá vịt nhá. Tận hưởng từ đây đi về. Bình thường thì chỉ được đi loanh quanh ở trên bản thôi, nhưng hôm nay được lên hẳn phố. Ai thiết kế cái ý nghĩ này ta? Cái bác tài của Saba TV. Bác tài. Tại vì là anh là hay đi theo. Đúng rồi, anh hay đi theo anh Hải. Anh chợ phiên mà hay kiểu bắt gà, bắt vịt, gà đen rồi là bắt chứ về. Anh hay để như này. Anh có nhiều kinh nghiệm. Như vậy nó có bị say xe không anh? Như vậy nó có bị say xe không? Nó có say nhưng mà về cũng thịt thôi chị. Một xe, một xe.
Độc lạ, độc lạ Tây Bắc Sapa. Thật sự nếu mà mình đi qua những cái cung đường mà của Tả Văn thì lúc đầu thì mấy anh em là đi xe hơi vô trong làng, nhưng mà phải mà di chuyển xuống sâu xuống dưới thì phải đi bằng xe gắn máy. Mà nói chung là cái con đường mà mình đi xe gắn máy chỉ đủ một chiếc xe thôi, không đủ nhiều xe nha. Đúng rồi chị. Và cũng rất là khó đi, tại vì một bên là một cái dòng suối, một bên là giống như một cái con vực sâu, đường mòn, đường là bé thôi ấy, nên là rất là nguy hiểm luôn. À, đặc biệt ở khu vực này lại là một cái điểm du lịch nổi tiếng tại Tả Văn, Tây Sapa, cũng có rất là nhiều cái homestay hoặc là những cái nơi mà để mọi người có thể đi trải nghiệm. Ở phía dưới này là thung lũng Mường Hoa. Thung lũng Mường Hoa. Và hình như là hồi nãy là em cũng có đi viếng, gọi là viếng quá. Viếng cô bé gì đó. Đền cô bé. Đền cô bé. Cô bé Tả Văn. Nghe nói rất là thung lũng Mường Hoa này là nó là một trong những dãy của bậc thang đẹp. Đây là có xếp hạng của Việt Nam. Đúng rồi. Mùa này thì đang là mùa nước đổ. Còn nếu như mùa đẹp nhất thì là phải giữa tháng 8, đầu tháng 9, đấy là mùa núi chín. Mùa này thì bà con bắt đầu là đi cấy. Chị xong nghỉ mà đếm cái mùa mà lúa mà chín ấy, chỗ này vàng vàng vàng. Ui, vàng rực luôn ấy, xong là rất là đẹp luôn. Mà mình ngửi thấy cái mùi thơm của lúa mới ấy. Thơm lắm, thích lắm, đẹp. Bà con là chùa kiểu là chỉ có ruộng bậc thang ấy. Mà dựa vào thời tiết nên là một năm người ta chỉ có làm một vụ thôi, không như ví dụ như ở trong miền Nam bọn em thì cấy ba vụ, như ở đây là một năm một vụ. Và đến mùa bắt đầu mùa nước, tức là mùa mưa ấy, thì là còn mới lấy nước vào, sau đó thì bắt đầu cấy. Nếu mà không có nước vào thì sao ạ? Thường thường thì là tất cả là đều là dựa vào thời tiết, cho nên là mùa mưa thì cũng sẽ có. Nếu như mà không có nước thì chịu không cấy được luôn. Sắp hai được vịt. Vịt giờ đâu? Con hai con vịt đi. Bà Ai Mí ơi, dạ. Thường ở trên bản của em là có làm lúa không? Dạ, dạ có chị. Của em là nhà em vẫn đang làm lúa. Nếu mà mỗi lần mình thu hoạch là được bao nhiêu lúa ha? Một lần nhà em thu hoạch là tầm 50 bao chị ạ. 50 bao. Tại vì trên này ngành nông nghiệp chủ yếu là bà con là trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn thôi. Nên là thức ăn chủ vẫn là ngô, là lúa là vẫn là trồng nhiều nhất. Nhưng mà một năm trên này chỉ có một lần, tại vì trên này vẫn thiếu nước ấy chị. Nhưng mà có đúng người lại làm tiếp không hay là trong gia đình không? Thôi? Bọn em là người làm trong giúp nhau ấy. Làm giúp nhau như kiểu là đổi là công ấy chị. Đúng rồi, đi đổi công này. Người trong bản này đi, ví dụ như trong bản họ hàng mình ấy, mình mà đi làm thì xong nhà này đến nhà kia lại cùng nhau làm cái nhà này đấy, đi đổi công với nhau. Giống như là đi cắt nhà. Đúng rồi. Nhà, đúng rồi. Như thế lại tình đoàn kết lại như thế lại làm rất là nhanh luôn. Mà vui nữa. Nhà em là chuẩn bị cũng đang chuẩn bị cấy lúa rồi ấy. Nhưng mà cái là về. Muốn về nhà giúp bố mẹ không? Thì là chuẩn bị là đi cấy lúa tiếp bà mẹ đúng không? Dạ. Dạ. Nói chung là thì đỡ miền Tây rất là nhàn. Tại vì dạ. Bây giờ thì mình cũng có thể là có nhân công để làm rồi xong rồi sau khi mà thu hoạch cũng có máy móc này kia, đó là máy cắt lúa nè, rồi máy cuốn gơm nè, rồi những cái những cái dụng cụ mà để mà máy móc để mình có thể mà thu hoạch đó. Nên là đôi khi ở đồng bằng thì đôi khi cũng được thì như có máy móc nên là nhàn hơn chút. Em biết đúng là rồi. Ở vùng cao này thì người ta hay ví là con trâu có phần sướng hơn cả người. Vì em nhìn thấy toàn bộ ruộng bậc thang này thì không chỉ dùng sức trâu bò để cày được, mà máy móc thì không thể vào được, nên là toàn bộ thì dùng sức người hết, nên bà con phải đi đổi công với nhau ấy. Đấy, cứ toàn một là gia đình, ví dụ như nhà anh Lý, nhà Pơ này, tập trung huy động. Cày thì phải dùng sức trâu. Nếu mà mình đã đi lên một bậc thang, những cái ruộng bậc thang là rất là khó đi. Đúng rồi chị. Tầng cao á. Ừ. Máy móc không lên được. Máy móc không lên tận nơi được. Con trâu thì đâu có đi lên đó được, chỉ có mình đi mới. Đi được mà chị. Dạ. Làm thịt trâu gác bếp ấy. Ừ.
đóng lại. Cho bằng ngay rồi đấy, chị em. Cho đó. Trên tầng mang bát xuống cho các cô rửa nha. Trên tầng mang bát xuống cho các cô rửa nha. Lấy cái muôi về móc. Từ đây, hơi ít nước. Con này là con gì vậy? Con nhiều nước thì nó con heo đấy. Con chảy nước vừa là con heo quay. Chứ cái mẹt xong rồi tí nữa cái này dễ thôi mà. Chặt đóng trên không. Nó lòng lòng. Ủa đây Huấn, lòng đi lòng đi. Thái lòng đi. Thì kìa đang bay lòng luôn. Bay lòng luôn. Thái lòng. Anh không muốn tháo chặt được. Ồ đấy là cho con đi. Cho lòng các kiểu vào đây. Và tối nay thì cái hành trình ở sông Hỷ là sẽ đi chợ đêm để tham quan những cái chợ ở Sapa. Và hôm nay thì cái thời tiết rất là mát mát nha. Buổi sáng thì trời rất là nóng và cũng có gió se se lạnh, nhưng mà tối đến thì cái thời tiết lại lạnh hơn và mát nhiều hơn. Và ở đây thì Sapa thì nói chung là cũng là nói chung là cô nàng cũng hơi là khó tính, nên là lúc nào cũng muốn lạnh thì lạnh, muốn sương mù thì có sương mù nè, hoặc là nóng thì cũng có nóng nè, nên là không ai mà chiều được em ấy. Đó. Bây giờ thì mọi người sẽ chuẩn bị quay phim thì Song Hỷ sẽ chia sẻ sau đến mọi người nha. Cái này là ủn cho chen mau với người yêu. À, đấy, ủn con la la đây. Mời các bạn nhé. Không? Chưa chắc là giòn đâu. Anh nhảy ngồi đây mà không giòn là không được. Nào, bắt đầu nhá. Nhìn em chuẩn bị này, anh chỉ làm một lần thứ nhất rồi, không có né xa đấy. Anh phải né xa tí, cẩn thận. Ủa, 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 anh xin lỗi, có nghĩa là như này, vừa đây anh cắt nó hơi sâu, nó dính vào xương. Đây, bây giờ em thử lại miếng này đi. Okay. Đấy. Em thái, em thái. À. Cẩn thận đâu nhá, phải đoạn xương nhá. Nhưng mà nói thật luôn là miệng của Jen mà không làm food review là hơi tiếc. Ủa. Quá giòn. Có toàn đâu? Giòn lắm. Có cần gọi chủ quán ra không? Có cần gọi, anh gọi chủ quán ra không? Giòn béo không mọi người? À ok, để lấy cho mọi người nha. Ăn cái này giống như là kiểu ăn xong chia tay người yêu luôn á. Ngon hơn người yêu mọi người ơi. Ngon hơn người yêu cũ à? Ngon hơn anh người yêu luôn. Ngon hơn anh người yêu luôn. Đây, mời em gái. Ngon quá. Ngon rồi, cái thịt ngọt. Dạ. Nhưng mà có đâu mà đi ăn theo quay mà ăn theo cái phong cách bạn già như thế này đó. Anh ơi, anh già như vậy là nó bạn giống như ba chỉ. Dạ, dạ, giống ba chỉ bộ. Em ơi. Bà tập nguyên con heo anh nha. Không còn có bán phần mà đúng không anh? Có, bây giờ mình bán chủ yếu là bán phần. Miếng này thêm miếng này nữa là đủ sức quay phim luôn. Cái này là đổ bê tông hơi chắc rồi đấy. Con miếng nó ngon lắm luôn ấy. Ê, ba chỉ ngon thật ấy. Anh cho con heo này tập thể dục tốt ấy. Ừ, thì anh bảo con này nó chơi được nhiều môn thể thao phối hợp lắm. Con này nó còn đá bóng luôn. Nhưng mà nó đá ở sân nhỏ cỏ đen ấy.
cái sân này 2m22. Em xẻo xẻo này. Ôi, chị ơi, chị ăn cái này đi ngon lắm. Mọi người ăn đi. Ba anh nè. Em ơi, em ăn đi. Cái này là cái hay thế. Với nhau thế. Ờ. Thật thu thế. Thôi mình muốn cho mọi người thử miếng ăn cái củ hủ tiếu ngọt lắm. Thơm lắm. Kiểu như nó rất là thanh luôn ấy. Nó là cái vị ngọt tự nhiên. Nó ngọt như là mình hầm nấm vậy á. Vậy là ngày mai là bắt đầu là mấy anh em là sẽ chia tay Sa Pa và đi đến một cái nơi khác. Đó là sẽ làm đi đến Lai Châu và các tỉnh sẽ lân cận nơi đó. Và trước khi đi thì Song Hỷ sẽ đi mua một số trang bị để mà có thể đi qua Lai Châu mà mình có thể mà mình sử dụng được á. Ví dụ giống như nón nè. Nón thì Song Hỷ khi mà vội quá thì lúc đi thì sao chưa có chuẩn bị. Nên là bây giờ là trước hết là sẽ chuẩn bị mua nón. Và hiện tại là đêm nay là đêm cuối cùng để mà đi ở lại Sa Pa để đi chợ đêm. Và hôm nay cũng rất là nhiều khách du lịch và các rất là nhiều luôn. Đây là nhà hàng của anh Hải Sa Pa. Đây, mấy anh em cũng vừa ăn xong và mọi người đã đi đến quán cà phê trước rồi. Đi xong Hỷ thì sẽ mua nón rồi mua dây sạc xài xong mà đứt hết trơn rồi. Đó, nên là bây giờ là đi mua. Mà hôm nay chân lại rất là đau luôn. Và Song Hỷ cũng rất là vui vì đã giao lưu cùng ca sĩ diễn viên Lily Chen và cũng rất là vui luôn. Ồ, trong này có đồ nè, mình đi vào đây mình xem thử. Em chào chị nha, em coi mấy cái nón kết cái. Ok. Song Hỷ thì khoái mấy cái nón kết đội như thế này, nó bụi bụi á. Để em coi. Khoan để em coi mấy mẫu. Cái này nó có hai màu hả chị? Dạ vâng đúng rồi chị ạ. Không biết hợp màu nào hợp với mình ha. Màu này với màu này màu nào hợp. Màu này ok hay không? Hôm nay thì chân hơi bị đau á, nên là đi cà nhắc. Song Hỷ thấy cái nón màu xám nó hợp với mình hơn. Với lại nó lâu dơ nữa. Khi mà mình di chuyển mình đi các tỉnh khác mình không có thời gian để mình giặt á, mình cũng có thể sử dụng được. Em xem tí đồ với chị nha. Dạ vâng, chị có xem hình ảnh. Cần gì chị gửi em lấy nhé. Dạ ok chị. Và trưa hôm nay thì đáng ra là hôm qua đã lành rồi nhưng mà do mặc cái quần bó quá nên là nó bị xước lại cái vết thương cũ á, nên là nó rất là đau. Cái này là chân váy. Còn cái này là quần hung. Song Hỷ thì thích mặc mấy cái quần mà jogi á. Nhìn nó bụi bụi. Quần này thì nó mỏng. Xong hãy quyết định mua cái nón này. Để coi thử cái nón này coi. Nón này thấy cũng lạ, thấy nhiều người cũng đội. Nhưng mà nó rộng quá, rộng so với cái đầu. Em kiếm cái loại mà nó sát sát đi xíu. Vừa không chị? Nó rộng. Sau này cũng được chị này. Nó rộng lắm, thôi em đi mua nón kết đi. Tại, lại cho em tại vì em thấy mọi người mang có một số chị mang đẹp lắm, nhìn xinh lắm. Mà tại vì do cái góc mặt của Song Hỷ nhỏ hay sao nó không có hợp. Cái đấy thì có thể tăng chỉnh được. Thôi cho em lấy cái nón kết đi. Dạ vâng ạ. Ok. Lúc mà đi thì dự kiến là đi tầm 2 tuần. Mà bây giờ thì đồ thì đôi khi mình đi di chuyển hoài á, nên là đồ giặt không có kịp khô. Nên là đi tới đâu là mua tới đó. Cái này cái chân váy. Nhìn xịn ha.
Bây giờ thì Song Hỷ sẽ tính tiền cái này rồi đi tiếp nha. Cái này bao nhiêu vậy chị? Nói đi, mua cái gì nữa mà quên mất tiêu rồi. Chị cần thêm gì nữa không? À, nhiêu trước đi chị, em nhớ em chạy lại nữa. Dạ vâng. Cho mình dùng luôn, không em bấm mắt ra chị luôn. Chị cắt cho em đi. Khi mà qua Lai Châu thì thời tiết Lai Châu lại nóng lắm. Hôm nay là hình như 40 độ nên là cái mình phải trang bị đầy đủ để qua bên đó, mình không có mũ mình đội á. Mấy bữa nay đang hồi lùi luôn. Rồi em cảm ơn nha. Bây giờ mình rồi, ok chị, cảm ơn chị đẹp. À, và chị này bán cũng gần chỗ khu vực nhà hàng của anh Hải luôn. Tại vì cái khu vực này nghe nhãn nên là Song Hỷ phải nhanh đi đó. Ở khu vực này thì cũng có quầy bar nè, rồi mà đặc biệt là Song Hỷ thì ở lúc nào đi ra Sapa thì cũng ở ngay chân khách sạn nhà hàng của anh Hải Sapa TV hết, nên là cái dịch vụ của anh thì rất là ok, từ nhà hàng cho đến phòng nghỉ thì rất là ok luôn. Và những cái và hôm nay là ngày, cũng là ngày chủ nhật cuối tuần á, nên là khách du lịch cũng còn rất là đông luôn. Và hiện tại thì Song Hỷ đang đi ra khu vực đây là cũng là một cái khu vực chợ đêm, cũng có một cái hồ. Và mọi người thấy đó, từ ở ngoài này là có rất là nhiều quán cà phê, rồi khu chợ đêm cũng rất là vui luôn. Và hôm nay là khách du lịch, mọi người thấy là đông không? Rất là đông luôn ha. Xe đậu từ ngoài này dài cho tới tút dưới đứa cuối đường luôn. Và hôm nay cái thời tiết hôm nay cũng rất là se lạnh, nhưng mà không có lạnh tới nỗi mà sương mù dày đặc đâu, mà cái thời tiết nó rất là mát vậy đó. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra phía ngoài bên đây mình đi để bên ngược đường á, cũng rất là nguy hiểm. Đó. Mình cũng có thể là thấy được là từ đây mà xe mà đậu dài cho tới ngoài kia luôn, mà hình như là còn không đủ để mà đậu luôn á. Mà buổi tối thì đi ngay dạo bờ hè này nè, cái dĩa hè này rất là mát. Mình đi di chuyển qua bên đây nè, đi ngay dĩa hè cho nó an toàn. Nếu mà đi đoạn này thì không biết mà bao giờ mới quay lại trở lại Sapa nữa. Nghe anh chị nói là sẽ di chuyển ra các cái tỉnh Đông Bắc rồi Tây Bắc. Hiện tại thì Song Hỷ đang ở Tây Bắc rồi, sẽ di chuyển ra ngoài Đông Bắc. Và những cái điểm mà chưa có từng được đi á, thì cũng sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn để gửi đến khán giả luôn. Vui ha. Khu vực này đèn lên đèn, buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn, nhìn hoành tráng lắm. Có vừa có quán bar, quán cà phê, rồi mấy cái khu mà cà phê của mấy anh em là ở đây gần đây nè, khúc gần đây nè. Buổi sáng là thường trước khi mà đi quay á, thì là sẽ nhâm nhi một cái ly cà phê để cho tỉnh xong rồi mới đi quay. Mà nếu mà xong nghỉ á, thường á là đi quay ở đồng bằng á thì rất là dễ, tại vì mình đi một mặt là tới. Còn riêng đi ngoài Sapa thì đi đèo đi đội mà không ngại, nguy hiểm nữa, nó rất là nguy hiểm luôn. Mà đôi khi mình về không kịp chia sớm á, là trời tối hù luôn, càng nguy hiểm thêm nữa. Không, mà lúc trước là không có mấy cái quán cà phê ngay chân cái bờ hồ ha, mà bây giờ cũng có luôn. Đông quá. Và đây là cũng là một cái khu vực trung tâm của Sapa. Khi mà đi đến Sapa thì sẽ đi như thế này để buổi tối mình có thể mà mình đi ăn uống nè, rồi đi chơi hoặc là chụp hình, có những cái quán cà phê hoặc là những cái chỗ để mà mình ba lúc.
mà tiếc như là hôm nay là ngày cuối cùng ở Sapa mà không có được hít thở cái không khí mà lạnh lạnh mà sương mù dày đặc á. Mà hôm bữa là ra được có một lần, có hình như có một ngày là mới có đi qua khu vực này. Mà ở Sapa hình như là xong hãy nghe là có bánh hạt dẻ cũng rất là nổi tiếng ở Sapa, nhưng mà bây giờ trễ quá không biết còn không nữa. Đó hả? Bây giờ mình đi qua đường đi xe quá. Nhưng mà mình đi bộ được thì đi, còn không là mình đi xe điện. Có những cái chiếc xe điện như thế này nè, đi một người hình như là 10.000 hay 20.000 vậy đó. Đi qua đây có bánh hạt dẻ nè, xong thì có thấy ui. Thôi em chào chị nha. Đây đây là bánh hạt dẻ. Bánh hạt dẻ cái này là nó có mấy nhân vậy chị? Đây cho chị ăn thử đi ạ. Ba loại nha. Đây thứ nhất là hạt dẻ nguyên chất này. Hãy phải đi nha chú ơi. Đây bánh hạt dẻ nguyên chất nóng quá. Là ở trong này chỉ có hạt dẻ thôi. Còn cái này là hạt rẻ, nhân thập cẩm gồm hạt rẻ, mắc ca, óc chó, hạt nhân này. Thì cái màu nó hơi vàng vàng tươi á. Cái này là hạt rẻ đậu xanh. Đây hạt rẻ đậu xanh. Mà mỗi lần mình lại đây mình mua là đều có cho thử như thế này hả chị hả? Ai đến mua thì cũng đều cho các nhà mình thử, bởi vì mọi nhà mọi người phải ăn thử thấy ưng thì nhà em mới bán, còn nếu chê thì nhà em không bán đâu ạ. Vâng, thế nên thứ hai nữa là các chị mà có xa nhà em thì hỗ trợ nhà mình phân không nhá. Không. Các chị ăn như thế nào thì mang về bánh nhà em như thế nên các chị cứ yên tâm. Vâng. Nếu mà các chị mà thấy ngon nhé thì qua ủng hộ tiệm nhà Mông nhà em nhá. 08 Xuân Viên ạ. 08 Xuân Viên Sapa, hoặc là có thể gọi điện cho nhà em nhé, 0363131830 thì nhà em free ship quanh Sapa. Cảm ơn ạ. Giải đi chị ơi. Cái này bán sao chị? Nguyên hạt rẻ đậu xanh là 50.000 một hộp 10 chiếc ạ. Hạt rẻ nguyên chất 80.000 và thập cẩm hạt rẻ óc chó anh em mắc ca 100.000. Anh em thì sẽ có 3 giá khác nhau như này, mình xem cho mình tiền giúp em nhé. Thêm một cái 10.000 sang đây với chị ơi. Đây, bánh nhà em thì sẽ có 3 loại vừng như này. Hạt rẻ đậu xanh này 50.000 một hộp 10 chiếc. Hạt rẻ nguyên chất là 80.000 một hộp 10 chiếc. Là thập cẩm hạt rẻ óc chó nhân mắc ca là 100.000. 3 loại bánh thì sẽ có 3 loại vỏ hộp khác nhau. Bánh này mình để bên ngoài cho em 5 đến 7 ngày, được 15 đến 20 ngày trong ngăn mát tủ lạnh và 1 đến 2 tháng trong ngăn đá nhé. Bánh này sẽ ngon nhất khi mình làm nóng lại với nồi chiên không dầu ạ. Mình sẽ quay với nhiệt độ là 160 độ 5 phút. Mình có thể áp chảo lên mà không cần cho dầu, hoặc có thể quay lò vi sóng ở nhiệt độ cao, quay 30 giây đến 1 phút cho em thôi ạ. Bánh như em thì nói chung là như này. Khi mình đến với nhà em ạ, em sẽ mời mình ăn thử trước ạ. Mình ưng thì mình mới mua, không ưng thì thôi ạ. Mình hợp khẩu vị với mình thì mình mới mua, không hợp khẩu vị thì thôi, không có vấn đề gì cả. Nếu mà mình muốn mua một hộp mà 3 loại thì có bán không chị? Dạ có chứ ạ. Bánh như em thì sẽ có hai cơ sở khác nhau ạ. Được chưa ạ? Cơ sở 1 là ở số 08 Xuân Viên ạ. Cơ sở 2 là ở 067 Xuân Viên ạ. Đối với về Sài Gòn thì em sẽ hỗ trợ mình hút chân không ạ. Mình sẽ bảo quản bên ngoài được khoảng 10 ngày nhá. Về nhà mình sẽ bỏ ngăn đông tủ lạnh được 1 đến 2 tháng ạ. Khi ăn nóng thì mình sẽ quay nóng lại thôi. Nếu mà một hộp 3 loại thì bao nhiêu tiền? Dạ, một hộp 3 loại mình có thể chọn vị ạ. Ví dụ mình mix vị ạ. Ví dụ mình có thể mix vị này. Trường hợp thứ nhất mình có thể mix vị. Mỗi loại 4 bánh ạ. 3 loại thì mỗi loại 4 bánh là một hộp 12 cái. 92.000 là em chỉ lấy mình 90.000 ạ. Vâng ạ. Mình có thể lấy mix vị như là mình có thể lấy chọn thôi ạ, mình có thể tự chọn. Mình thích vị nào nhất thì mình có em, thể chọn. Em muốn chọn nhiều là hạt dẻ hoặc với làm cái loại mà 3 loại là mắc ca rồi hạt dẻ rồi gì đậu xanh. Ok, thế thì mình có thể mix hai loại với nhau 5 năm được ạ. Ok. Thì một hộp đấy là 90.000 ạ. Vâng ạ. Vậy cho em một hộp đó. Ok chị. Ok, để em chút nhá.
Bánh nhà em thì khi mua về thì nếu mình ăn luôn thì em sẽ lấy bánh nóng ạ. Em lấy bánh nóng đi. Tại anh lấy giúp em cái đồ xong hãy mua cái này là để tí xíu nữa mình ra quán cà phê mình ngồi ăn với mấy anh chị á, mấy anh chị đang ra ngoài quán cà phê ngồi gọi. Vâng ạ. Mình mua về Sài Gòn ạ, mình gọi điện trước cho em. Vâng. Khoảng 2 đến 3 tiếng ạ. Em làm bánh mới và quạt nguội cho mình nhé. Lấy cho em 5 bánh. Nắp bánh 10.000, nắp bánh 8.000 ạ. Đây là hạt dẻ, này gọi là hạt dẻ Thái Lan hả chị? Dạ không ạ, đây là hạt dẻ ạ, trùng khánh Cao Bằng chị gái ạ. Trùng hạt dẻ này của nhà em thì rất là mỏng vỏ nhá. Đây mình chỉ cần bóp nhẹ, là ấn đầu bóp nhẹ này. Đấy ạ, rất là tách này. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đấy, cái hạt dẻ này thì bọn em rang rất là kỹ rồi nên là mình ăn sẽ còn có độ dẻo nhá, nó sẽ không bị lại hạt ạ. Mình ăn thử đi chị ạ. Cái này là đã rang rồi hả? Cái này đã rang này, ấn đầu này, bóp nhẹ nhàng này là được ạ. Đã rang chín rồi ạ. Đây ạ. Ăn ngọt mà bùi ạ. Dạ vâng ạ. Hạt dẻ này mình để bên ngoài cho em khoảng 15 đến 20 ngày nhá. Để bên ngoài không bảo quản ngăn mát, không bảo quản ngăn đá. Hạt dẻ thì sẽ có hai loại, một loại rang bơ và một loại rang thường ạ. Cái này rất là thơm cả nhà ơi. Dạ vâng đấy ạ. Đây ạ, hạt dẻ rất là ngon luôn ạ. Vâng. Đó, đây là hạt dẻ như thế này nè. Dì lấy cho em cái hộp kia chưa? Có chưa chị? Đã lấy rồi ạ. Xem cái túi bóng anh ơi. Mình gọi cho em ship miễn phí tới khách sạn nhé. Dạ ok chị. Vâng, ok chị. Nhìn đã vậy. Cái này thì bọn em sẽ rán với nướng với cái lửa từ từ ạ. Lửa rất là nhỏ ạ. Nên nó sẽ chín đều ạ. Nhưng mà cái này là xài bếp ga hả chị? Dạ, cái này thì vừa chạy bằng điện vừa chạy bằng ga. Vâng ạ. Bánh này là bánh ngàn lớp ạ. Ngàn lớp vậy là đúng giống rồi. Như bánh mía vậy. Đúng rồi, bánh này là bánh ngàn lớp ạ. Nên là vỏ nó rất là nhiều lớp thì nó sẽ không bị ngấm dầu đâu ạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn anh chị. Rồi cảm ơn anh nha. Chào anh chị. Chào chị ạ. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển tiếp nha. Hình như cái khu vực này là mình đang đi ra để khu vực mà ngôi nhà thờ đá. Trung tâm rộng quá trời luôn. Và khu vực phía trước này là Sun Plaza, là Song Hỷ đã có từng quay cùng với anh Hải Sapa TV nè, anh Phạm Dũng nè, biết trên bảng nè, ở ngay tại đây. Và buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn. Đó, mình đi lên là mình thấy một giống như một cái ngôi lâu đài rất là đẹp và sáng lắm, nhiều đèn. Và khu vực này là cũng là hôm bữa 30 tháng 4, 1 tháng 5 là cũng có một cái lễ hội là lễ hội hoa hồng và diễu hành rất là nhiều luôn. Và nhiều hoa, nhiều xe để mà trang trí hoa hồng á. Và bây giờ thì đây là nhà thờ đá ở Sapa. Và khu vực này rất là đông luôn, mọi người đến đây để mà lưu lại, chụp hình lại, lưu lại những cái hình ảnh và check in tại nhà thờ đá rồi Sun Plaza nữa. Xong hãy muốn đi nhiều hơn để chia sẻ đến mọi người nhưng mà rất tiếc là chân vẫn còn đau. Chân này hiện tại thì chân lạc sơ mi thì đã khỏi rồi, đã đỡ phần nào rồi. Riêng còn phần đầu gối là do mình té khi mà mình bị va chạm xuống mặt đường như thế này á. Nên là cái vết thương nó còn rất là đau. Nên là bây giờ thì Xong hãy chỉ chia sẻ ngắn gọn đến mọi người thôi. Hy vọng cả nhà thông cảm và luôn ủng hộ và đồng hành cùng Song Hỷ và cả team nha. Và cái khu vực này là cũng là có một số tấm hình của anh Hải Sapa đã từng chụp lại để dự thi và cũng có trên này thì Song Hỷ đang đi tìm bức ảnh đó. Vào trong này nè, hình như là Song Hỷ hôm bữa là anh có chỉ cho Song Hỷ rồi. Đây tấm hình này nè. Đây là một cái tấm hình mà nước về của do anh Hải chụp
mà rất tiếc là ở đây không có để tác giả nên là chắc mọi người cũng không biết đâu. Và Song Hỷ thì xin chia sẻ khu vực này là hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 là có lễ hội hoa hồng và có rất là nhiều xe mà gắn những cái hoa hồng rất là đẹp và diễn ra những cái lễ như thế này và sẽ có nhiều đội múa. Nhưng mà rất tiếc hôm đó là mấy anh em đi bắt ong rồi nên họ không có dịp mà để quay gửi đến khán giả. Và Song Hỷ cũng muốn chia sẻ nhiều hơn đến khán giả tại vì đợt này thì Song Hỷ chuyến đi lần thứ hai xuyên Việt như thế này thì Song Hỷ muốn là chia sẻ và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các anh chị, nên là đôi khi những cái hình ảnh không có được tròn vẹn á đó. Hôm nay trăng rất là tròn luôn ha. Và cũng khu vực này là cũng là khu vực nhà thờ đá luôn. Và đợt này thì Song Hỷ là sẽ học hỏi thêm để phát triển kênh, khi mà về miền Tây á sẽ phát triển kênh tốt hơn và hy vọng cả nhà sẽ luôn đồng hành cùng mấy anh em để có thể là chia sẻ nhiều hơn đến khán giả trong và ngoài nước. Riêng Song Hỷ thì Song Hỷ hy vọng cả nhà thông cảm và cùng đồng hành với Song Hỷ để góp phần cho Song Hỷ, kênh Song Hỷ được phát triển nhiều hơn và có thể đem nút bạc trong chuyến xuyên Việt lần này sẽ đem nút bạc gửi đến ba mẹ, tại vì ở nhà ba mẹ cũng đang ngóng chờ cái nút bạc để Song Hỷ đem tặng, gửi về, đem về tặng á. Nên là hy vọng là cả nhà có qua, nếu mà chưa đăng ký cho Song Hỷ thì nhớ là cho Song Hỷ một lượt đăng ký để Song Hỷ sớm đạt được nút bạc nha. Còn bây giờ thì Song Hỷ cũng xin phép được tạm dừng video tại đây. Hẹn mọi người video sau nha. Nếu thích kênh cho Song Hỷ xin một lượt like và một lượt đăng ký nha cả nhà. Và nhớ theo dõi Song Hỷ mỗi tối 19:30 để ra những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh lại bỏ mình nữa rồi. Sumia, Camilo.